Xin chào quý vị và các bạn. Em tiếp tục là lại lên cho mấy bác đang hỏi về cái máy 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 massage chân Dung này nhá. Đấy. Con này thì trước em vẫn bán những cái dòng máy nó nhà nó khoảng tầm 750, nhưng mà máy nó sẽ không bằng con này đâu. Đấy, con này của nó thì độ đẹp rất là cao nhá. Đấy. Độ đẹp và độ mới rất là cao luôn. Đấy. Chất lừ. Đấy. Con này còn mới rất cao. Đấy. Con này thì em bán của nó là 790 nghìn nhá. Đấy. 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 Đấm chân này, đấy, đấm chân nhá, đấy, đấy, đấm chân vừa đấm chân Dung này, đấy, 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 rất là ok nhá. Bây giờ ví dụ như mình để này, đấy, ví dụ mình để cần nó đấm, con này vừa đấm này, vừa có chế độ đấm và vừa có chế độ Dung, đấy, vừa có chế độ đấm và vừa có chế độ Dung rất là ok này. Đấy, đấy, nó đấm sướng à, đấm xong nó Dung nhá. Đấy, ví dụ nha quý vị mà cái bàn dưới lòng bàn chân nó bị tắc mạch máu thì quý vị để cho nó đấm nhảy thì nó sẽ đấy nó sẽ tan sướng 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 thôi rồi. Em đang chưa để chế độ gì nhá. Bây giờ ví dụ như em để một cái chế độ này, tắt cái này. Đấy, ui. Đấy, cái này nó đấm bắt đầu nó đấm sướng luôn này. Rồi, đấy, giảm đi tí này, đấy. Như ai cần thích thoải mái thư giãn thì có thể đấm nhảy. Đấy. Đó. Đó, sướng luôn nhá. Đấm rung chân luôn. Đó. Rồi. Đấy. Đây là cái nhịp đấm của nó sẽ giảm đi. Đấy. Đấy. Cái hai chế độ này sẽ nhỏ dần này. Đấy. Qua đấm đấm đều liên tục giống như kiểu mình đấm nhỉ. Giống như kiểu mình đấm tay nhưng mà đấm liên tục ấy. Đấy. Nói chung là cái này thì các bác khi mà mua sử dụng cái này không những đấm bàn tay mà mình có thể đặt cái bụng chân ở đây. Đặt cái bụng chân ở đây và để mình có thể đấm ở bụng chân nhá. Đấy, nó đấm thì thôi rồi. Đấy, con này đây em. Đấy, các bác kể cả các bác có ấn xuống nó vẫn đấm thoải mái luôn nhá. Đấy, 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 ấn chân xuống nó vẫn đấm thoải mái phê luôn nhá. Đấy, rồi ok. Đấy, con này thì em đã bán nhiều rồi và nhiều bác ấy rồi nhưng mà không có đủ hàng để cho các bác thôi. Đấy, con này rất là mới nhá, con này rất là mới này. Đấy, đấm xong phát sướng 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 chân sướng rên luôn. Đấy, con này thì nó rất là mới. Đấy. Em để cho các bác là 790.000 con này nhá. Các bác nào lấy thì alo ngay cho em. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Các bác có thể liên hệ thêm một số nữa là 0979891682 nhá. Dạ vâng. Cái này của nó là điện 100V nhé các bác nhá. Dạ vâng. Em xin cảm ơn và xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.